dù đối diện với hàng loạt tình huống bất cập khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh vì thiếu trang thiết bị y tế, thuốc men, nhưng các bác sĩ của hai bệnh viện hạng đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Việt Đức không ngừng nỗ lực ghép tạng xuyên Việt để hồi sinh lại những cuộc đời. Chứng kiến sự nỗ lực bất thành của ekip điều trị trước tình trạng quá nặng của con mình, mẹ của bệnh nhân M, sinh năm 1988, ngụ An Giang, đã quyết định hiến tặng các tạng còn chức năng hoạt động của M để cứu những sinh mệnh khác. Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo với Trung tâm Điều phối Quốc gia tiếp nhận sự hiến tặng đa mô tạng của trường hợp hiến chết não. Trong danh sách chờ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, không có người chờ ghép tim nhóm máu B. Trung tâm Điều phối Quốc gia quyết định điều phối tim đến Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hai thận, hai giác mạc và da của người hiến, phối hợp hỗ trợ để bệnh nhân suy tim có thể kịp thực hiện được phản ứng chéo, tiếp nhận và vận chuyển quả tim đến Bệnh viện Việt Đức. Lần đầu tiên trong lịch sử ghép tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy phải chạy đua với thời gian để kịp cho trái tim của người hiến trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn nhất. Chuyến bay 22 giờ đêm ngày 25 tháng 2 mang mẫu máu của người hiến ra Hà Nội để thực hiện phản ứng chéo. Cùng thời điểm này, ekip ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức cũng lên máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm để chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vận chuyển tim về Hà Nội. Chỉ 3 tiếng sau khi máy bay cất cánh, quá trình tiếp nhận tạng được tiến hành. 1 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 2, ekip hiến ghép tạng cúi đầu dành một phút mặc niệm tri ân tấm lòng cao thượng của anh M cùng gia đình. Rạng sáng ngày hôm đó, ekip ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức đã rời khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy, đưa quả tim ra sân bay về Hà Nội, nơi có một sự sống đang chờ phép màu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca ghép thận đã hoàn thành, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Hai bệnh nhân được ghép thận là hai nữ bệnh nhân trẻ và mỗi người đều có hoàn cảnh khó khăn. Da của anh M giúp nữ bệnh nhân N, sinh năm 1999, ngụ Kiên Giang, tái sinh sau trận bỏng lửa xăng, bị mất da diện rộng khoảng 30% diện tích của cơ thể. Tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Riêng hai giác mạc của người hiến được bảo quản chờ người nhận đang trên đường đến Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép vào hôm nay, ngày 27 tháng 2. Tại Bệnh viện Việt Đức, trái tim của người hiến đã đập trong lồng ngực người nhận sau 8 giờ ghép.